Video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào mà đang dùng Insta hoặc là Facebook, các bạn chưa biết cách đăng ảnh kèm theo nhạc ở trên hai cái nền tảng này, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn để các bạn có thể có những trải nghiệm tốt. Rồi, đầu tiên ở trên Insta, các bạn muốn đăng ảnh kèm nhạc thì các bạn sẽ làm cho mình như sau nhé. Các bạn đăng như bình thường thôi. Một là các bạn tạo dấu cộng ở đây, hai là các bạn có thể, đây các bạn vuốt qua ngang này, nó cũng đưa các bạn đến cái phần thư viện ảnh. Các bạn chọn phần chọn ảnh ở phía dưới này. Đây, ví dụ mình chọn một cái ảnh nhé. Đây, mình chọn một cái ảnh này chẳng hạn. Rồi, trong cái phần ảnh này các bạn sẽ nhìn vào cái phần biểu tượng mặt cười này này. Đó, những cái phần văn bản cũng như là hiệu ứng này nọ kia thì mình sẽ không nói nhé. Các bạn chọn phần cái phần mặt cười này này. Đó, nó sẽ có cái phần là âm nhạc ở đây nhé. Ok chưa? Đó, thì có rất nhiều những cái bản nhạc ở đây. Các bạn có thể chọn hoặc là các bạn có thể tìm kiếm trực tiếp ở trên cái phần là tìm kiếm nhạc này. Bạn thích bài nào? Đấy, ví dụ như mình sẽ chọn bài này, các bạn có thể chọn nghe thử nhé. Đấy, chọn nghe thử này. Đấy, còn nếu mà các bạn đã ưng ý rồi thì các bạn sẽ click trực tiếp vào cái bản nhạc đó. Và nó cũng có cái phần là chú thích. Đấy, nó sẽ có dành cho các bạn khoảng bao nhiêu giây đấy. Đấy, khoảng tầm 15 giây, đúng không? 15 giây trong cái bản nhạc đó. Các bạn sẽ chọn đến cái bài điệp khúc, đến đoạn điệp khúc nhé, hoặc là những đoạn hay nhất. Sau khi các bạn chọn thì các bạn có thể chọn xong này, các bạn có thể chọn những cái sub của cái lời bài hát. Các bạn có thể chọn sub những lời bài hát. Đấy, ok chưa? Các bạn chọn xong này. Ok chưa? Các bạn chọn xong này. Đấy, xong. Rồi, sau khi các bạn chọn xong thì các bạn đăng như bình thường thôi. Các bạn chọn này. Đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn là chia sẻ lên tin của bạn và tin Facebook. Đấy. Và tin trên Facebook các bạn nếu mà không muốn thì các bạn có thể tắt cái phần chia sẻ trên tin Facebook đi. Còn không thì các bạn cứ để vậy. Rồi. Còn ở trên Facebook thì các bạn cũng tương tự, các bạn vào phần đăng tin như bình thường, đăng status như bình thường, các bạn chọn ảnh này. Các bạn cũng chọn một cái bức ảnh mà các bạn vừa rồi này, đấy, bức ảnh này các bạn chọn xong này. Rồi, sau khi các bạn chọn xong ấy thì những cái chỉnh sửa, ví dụ như là đây này, chỉnh sửa này thì mình không nói nhé. Đây, những cái chỉnh sửa mà hiệu ứng này, nọ kia thì mình không nói. Đấy, các bạn cũng chọn vào cho mình cái mục là chỉnh sửa ở đây nhé. Rồi, nó sẽ hiển thị trên cái thanh công cụ này có cái biểu tượng là âm nhạc ở đây này. Rồi, đó, nó cũng giống như ở trên Insta, có rất nhiều những cái bài hát, các bạn có thể chọn nghe thử ở đây. Bằng cách chọn một cái ô hình tam giác này. Còn nếu mà đồng ý thì các bạn click luôn vào. Đấy, nó khác một chút là các bạn có thể chọn những cái ví dụ như đây này, nó cũng chọn cái phần là hiển thị cái phần bài hát theo cái hình khác nhau. Còn cái phần này nó cũng giống thôi, các bạn cũng có thể chọn những cái đoạn hay nhất. Sau khi các bạn chọn xong ấy, các bạn chọn vào đây. Đấy, và các bạn chọn tiếp để đăng thôi. Đấy, đăng như bình thường. Đó, vào đây nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công. Vậy là mình cũng vừa hướng dẫn xong cho các bạn để đăng ảnh kèm nhạc ở trên Facebook và Instagram. Cực kỳ đơn giản và dễ hiểu đúng không các bạn? Có thể là nhiều bạn đã biết cách này rồi nhưng mà nhiều bạn có thể là chưa biết. Thì hy vọng qua video này các bạn có thể biết và chia sẻ cho nhiều người hơn nữa nhé. Đừng quên nếu thấy video hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Và để lại những bình luận của các bạn phía dưới phần video nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.